chơi. Dai luôn nha quý vị.
Đưa cái máy lớn lên nha quý vị để cắt cái khúc thân này luôn. Khúc thân này khá là to. 3-4 nhánh nó dính vô nhau. Đứng đó đi còn leo chết chi. Xuống cho nó luôn hả? Ừ. Xuống này luôn. Lại đây đâu gì đó. Đó hả? Đó. Cắt trên cái chứ viên nha má cả nhà bạn ơi. Cái miếng da nó bị tước da trong nước có da cái con da dài chưa không có cái da nào mà da bằng cái này không chứ đây luôn dưới đại chưa hả không có hồi cắt đại này nè muốn một cược lên nó mới đẹp cái bông nó ra dùm 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 cây nãy da ngổ lên ơi. Và xước miếng da nữa là quý vị, rất là dai luôn. Oh.
Oh.
Rồi đây đây lóng mình giục lên đây nè. Mình giục đâu đang chim hả? Rồi, vậy là xong cây thala quý vị. Hai lúa xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn quý vị các bạn lại video tiếp theo hai lúa nha.